Kính thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn trẻ, trong những năm qua chúng tôi đã cố gắng thực hiện một cái công trình tìm về cội nguồn lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cũng đã ấn hành trên Amazon các cuốn sách về nguồn gốc dân tộc Việt, History of Vietnam, Việt Nam My Country, Quốc Tổ Hùng Vương Huyền Tích Việt và bộ lược sử Việt Nam mới hoàn chỉnh lại, gồm 1.200 trang, 2 tập từ thời lập quốc cho đến hiện tại. Trong những năm qua chúng tôi cũng thực hiện cái chương trình khơi dòng lịch sử để phục hồi cái sự thật lịch sử, đáp ứng cái yêu cầu mong muốn của các bạn trẻ ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Chúng tôi hôm nay bắt đầu thực hiện một cái chương trình với cái chủ đề là nói với người bạn trẻ, bạn có biết, để chúng ta cùng phục hồi cái sự thật lịch sử, để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử. Thưa quý vị, lịch sử Việt là lịch sử của cái sự thăng trầm kể từ khi lập quốc cho đến ngày nay, tính theo vật lịch là gần 5.000 năm. Dân tộc Việt đã phải chịu đựng gần 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu, và sau chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử năm 938 của Ngô Quyền đã mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ của dân tộc. Trong suốt trường kỳ lịch sử, Hán tộc bành trướng với ưu thế của kẻ thắng trận và thủ đoạn thâm độc quỷ quyệt, đã dùng mọi phương cách để đồng hóa Việt tộc bằng cách xóa đi mọi cái dấu vết cội nguồn, bóp méo sửa đổi lịch sử để thế hệ sau chỉ biết tìm về lịch sử trong một mớ chính sử hỗn độn mơ hồ. Mỗi một triều đại của Hán tộc đều chủ tâm thay đổi cái địa danh, thủy danh xưa cũ, tức là cái tên đất, tên sông của Việt tộc, cùng với ảnh hưởng nặng nề của gần 1.000 năm đô hộ thống trị, của sự nô dịch văn hóa, khiến một số người chấp nhận tất cả mà không một chút bận tâm. Sự thật này đã được trình bá Âu Đại Nhậm trong tác phẩm Bách Việt Tiên Hiền Chí, viết vào thời Minh, viết lại như sau: vốn xưa Cối Kê là đất của Việt. Mưu dệ của vua Hạ Vũ cai trị đất này, từ sau biến cố lìa tan đến định cư trên miền duyên hải Giang Nam, kẻ làm vương, người làm quân trưởng, dòng dõi Bách Việt sinh sôi đông đảo, sống đời hạnh phúc, nước danh rạng rỡ ở đây. Ở đất nước của các quân trưởng xa đến tận Nam Hải, Quế Lâm, từ Hán trở về sau, để tiện việc cất quân đánh chiếm, Tàu Hán đã vẽ họa đồ phân chia Việt thành các châu, các quận, lấy lệ mà thôi. Tên đất cũng tự ý đặt ra, sai khác khá nhiều với những tên đích thực của nó. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải nhìn lại toàn bộ lịch sử để phục hồi cái sự thật của lịch sử, để xóa tan cái đám mây mờ che lấp suốt mấy ngàn năm lịch sử bởi kẻ thù truyền cướp của dân tộc, khiến chúng ta hoài nghi về cái nguồn gốc của dân tộc mình. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như lịch sử Việt với huyền thoại rồng tiên hoang đường huyền hoặc, vì thời buổi này ai mà tin được người đẻ ra trứng rồi trứng này nở ra người. Trước đây một số sách lịch sử không tìm hiểu nghiên cứu kỹ về chuyện họ Hồng Bàng, nên cho rằng dòng thần nông phương Bắc là Trung Quốc, dân tộc ta là dòng thần nông phương Nam. Nên cùng một ông tổ là thần nông, nên từ Tàu mà sinh ra. Trên thực tế, Hán tộc là tộc người du mục thì làm sao có thể là con cháu của ông tổ nghề trồng lúa nước là thần nông? Ngay cả danh từ trăm họ, bách tính, bá tánh và các dòng họ Việt Nam do ảnh hưởng của nô dịch văn hóa nên cũng cho là của Tàu, từ Tàu di cư qua Việt Nam, mà quên rằng chính cái truyền thuyết mẹ Âu sinh ra trăm trứng đã dẫn đến cái ý niệm trăm họ
của Việt tộc. Thưa quý vị và các bạn, biết bao vấn đề cần làm sáng tỏ, vì sau gần 1.000 năm dưới ách thống trị của Tàu Hán với chủ trương thâm độc quỷ quyệt, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc chúng ta đã xuyên tạc, bóp méo, sửa đổi lịch sử để đồng hóa dân tộc ta. Có một thực tế đau lòng là sau gần 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô hộ của giặc Tây, khiến dân tộc chúng ta dường như mang một mặc cảm thua kém văn minh Tàu. Cái gì hay, cái gì đẹp cũng nói là của Tàu. Cái gì to lớn văn minh thì cũng bảo là của Tây. Đã tạo nên cái tự ti mặc cảm của một dân tộc nhược tiểu. Ai trong chúng ta cũng đều biết rõ mình không phải là Tàu, nhưng lại không thể dẫn chứng ra những chứng cứ thuyết phục để chứng minh. Thậm chí ảnh hưởng của sự nô dịch văn hóa khiến một số người tỏ ra hoài nghi tất cả những gì mới lạ, cho dù nó một công trình nghiên cứu có tính khoa học thuyết phục của các học giả ngoại quốc, mà vẫn khư khư chấp nhận những gì nhồi nhét từ mấy ngàn năm qua. Chính vì vậy, một học giả thời danh của ngoại quốc, Joseph Needham, đã phải viết rằng sự thật bị che phủ hàng ngàn năm cùng với ảnh hưởng của ngàn năm thống trị nô dịch văn hóa khiến ngay cả người Việt cũng ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật. Thưa quý vị, trong lịch sử nhân loại không một dân tộc nào chịu nhiều mất mát trầm luân như dân tộc Việt, với những thăng trầm lịch sử, những khốn khó thương đau. Ngay từ thời lập quốc, Việt tộc đã bị Hán tộc với sức mạnh của tộc người du mục đánh đuổi, Việt tộc phải rời bỏ địa bàn Trung Nguyên của Trung Quốc xuống phương Nam. Các nhà Việt Nam học khi nghiên cứu lịch sử Việt Nam vẫn đặt ra hai câu hỏi mà chưa lý giải được thỏa đáng, đó là tại sao triều đại nào của Trung Quốc cũng chủ trương xâm chiếm lãnh thổ và tiêu diệt Việt tộc bằng mọi giá? Và thứ hai nữa là cái yếu tố nào đã giúp dân tộc Việt Nam tạo nên một kỳ tích có 102 trong lịch sử nhân loại, là sau gần 1.000 năm thống trị mà dân tộc Việt vẫn vùng lên giành lại được độc lập dân tộc? Thật ra, tìm hiểu suy ngẫm lại toàn bộ tiến trình lịch sử, thì chúng ta thấy ngoài lý do cái vị trí địa lý, chiến lược và tài nguyên, còn có hai lý do chính để Hán tộc phải tiêu diệt Việt tộc bằng mọi giá. Lý do chính là Hán tộc đã lấy văn hóa Việt cải biến thành văn hóa Hán, văn minh Hán, và lãnh thổ Trung Quốc ngày nay chính là địa bàn cư trú của tộc Việt mà Hán tộc đã xâm chiếm. Và quan trọng hơn nữa là hơn một nửa dân số gọi là người Trung Quốc ngày nay là gốc Việt cổ. Đây là một nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự sống còn của Trung Quốc, nên triều đại nào giới cầm quyền Trung Quốc cũng chủ trương xâm lược tiêu diệt dân tộc chúng ta bằng mọi giá. Người Việt là cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, mỗi chi tộc cư trú trên một địa bàn nằm rải rác khắp lãnh thổ Trung Quốc bây giờ, thường đánh lẫn nhau và để giành cái quyền lãnh đạo, nên cộng đồng Bách Việt bị phân hóa và suy yếu. Vì vậy, khi Hán tộc du mục thiện chiến từ Tây Bắc tràn xuống đánh chiếm một cách dễ dàng. Thời Xuân Thu chuyên quốc, hết Ngô đến Việt rồi Sở đánh lẫn nhau giành ngôi bá chủ Trung Nguyên, cuối cùng là bị đế quốc Tần đánh đuổi phải chạy xuống phương Nam, hội nhập vào phần đất còn lại của quốc gia Văn Lang ở Việt Nam bây giờ. Chính hoàn cảnh địa lý, lịch sử đã hôn đúc cái lòng yêu nước thương nòi của con dân đất Việt. Mỗi người Việt Nam sinh ra chúng ta đã có một cái gen, di truyền là yêu nước thương nòi, để chống lại cái Tàu Hán xâm lược là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Lãnh thổ Việt Nam hiện tại tập trung đồng bào thuộc các chi tộc Việt đã tạo thành một cái sức mạnh tổng lực để vùng lên quật khởi giành lại nền độc lập dân tộc sau gần 1.000 năm đô hộ, sau gần 1.000 năm nô lệ, đúng vào cái thời điểm Hán tộc phương Bắc suy yếu. Hán tộc là một tộc người du mục, bản chất hiếu chiến hiếu sát với tư tưởng chủ đạo độc tôn Đại Hán, tự cho mình là trung tâm thiên hạ, nên ngay từ triều Thương, sau khi đánh đuổi nhà Hạ của tộc Việt, đã chọn tên nước là Trung Quốc. Trung Quốc là nước trung tâm của thiên hạ, triều đình Trung Quốc là thiên triều, trong khi các nước khác là chư hầu, vua Trung Quốc là thiên tử. Sau khi xâm chiếm nhà Hạ và các nước Bách Việt, hết Thương rồi đến Chu đã xâm thực văn hóa, tiếp thu tinh hoa của nền văn hóa Việt, rồi cải biến thành văn hóa Hán. Từ cái mặc cảm tự ti của một dân tộc du mục trở thành mặc cảm tự tôn theo Freud,
Hán tộc tự cho mình là văn minh, còn tất cả các nước là man di mọi dợ. Nên Hán sử viết tên của những tộc xung quanh, kèm theo bộ khuyển, chó, bộ trĩ, côn trùng, bộ mã, ngựa. Các sử gia Hán tộc với quan niệm đại nhất thống tự nhận là tộc người ưu việt, trung tâm của thế giới, là cái rốn của nhân loại. Cái chủ trương trước sau như một của Đại Hán bành trướng là huệ thử Trung Quốc, dĩ tùy tứ phương, là lấy cái ân huệ Trung Quốc để yên định bốn phương. Đó là chủ trương bành trướng Đại Hán, dĩ hạ biến di, nghĩa là lấy cái cao thượng tao nhã của Đại Hán để cải hóa man di mọi dạng. Thực tế, Tàu Hán xưa đã tiếp nhận văn hóa Việt, chữ viết của các dân tộc Việt, rồi lại lợi dụng Hán tự là văn tự duy nhất các sử gia Trung Quốc từ cổ đại đến nay xuyên tạc, bóp méo sự kiện lịch sử, bóp méo sự thật, sửa đổi cho phù hợp với sử quan Đại Hán, đánh đổ cái lòng tự hào dân tộc của các dân tộc bị trị, nhất là Việt tộc, để dễ bề thống trị và đồng hóa. Đó là cái chủ trương nhất quán, là cái bản chất bành trướng thâm độc của đế quốc Tàu Cộng xuyên suốt lịch sử từ xưa tới nay. Chính vì thế, lịch sử của Trung Quốc là lịch sử của những cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng, thôn tính và đồng hóa các dân tộc khác. Lịch sử Trung Quốc khởi từ Triều Thương với lãnh thổ chỉ rộng bằng 2 tỉnh ngày nay, mà đã trở thành một đế quốc rộng lớn đô hộ thống trị các dân tộc Mông, Mãn, Tạng, Hồi. Nhà Trung học là Tarien de la Couperie trong tác phẩm China Before the Chinese đã nhận định rằng đế quốc Trung Hoa, đế quốc Tàu Hán đã thôn tính và đồng hóa 21 sắc dân khác. Chủ trương tiêu diệt văn hóa Việt của thời quân Minh xâm lược được sử gia Trần Trọng Kim ghi lại trong Việt Nam sử lược như sau. Triều Minh xóa sạch văn hóa và bản sắc của người Việt, bắt người Việt phải sinh hoạt giống như người Tàu, từ cách ăn mặc, cách học hành đến việc cúng tế. Đàn ông Việt Nam bị hoạn thiến rất nhiều, sách vở bị đốt phá, báu vật, sách quý và những người tài giỏi đều bị đem về Tàu. Các sách lịch sử, binh pháp có giá trị của Đại Việt được lưu truyền từ nhiều đời, đặc biệt là binh pháp thời Trần đã bị thất truyền. Là do vậy, trong số hơn 7.600 nhân tài của Đại Việt, trong đó có nhà chế tạo súng Hồ Nguyên Trừng, kiến trúc gia Nguyễn An bị bắt sang Tàu để phục vụ cho chính quyền nhà Minh, đồng hóa họ, sinh con đẻ cháu và chết luôn bên Tàu. Ngoài ra, Triều Minh còn áp dụng một hệ thống siêu cao thuế nặng, ra sức khai thác tài nguyên của Đại Việt đem về Trung Hoa. Đế quốc mới Trung Cộng chỉ mới xâm chiếm Tây Tạng có hơn nửa thế kỷ, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng đã phải ngậm ngùi, cay đắng thốt lên. Tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và nhân cách của thế hệ Tây Tạng, vốn quý giá hơn mạng sống của họ, nay đã gần như bị tiêu diệt. Đảng Cộng sản và nhà nước Trung Cộng đã biến Tây Tạng thành một địa ngục trần gian. Thưa quý vị, đây là cái bài học lịch sử cho đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Trước cái đại họa mất nước, chúng ta đã và đang mất nước từng phần, từng bước một, để đến năm 2020 sẽ trở thành một khu tự trị của Trung Quốc. Cứ nhìn tất cả những diễn tiến theo trình tự từng bước một, chúng ta đã thấy cả một cái thảm họa. Đã đến lúc chúng ta phải trả lại lịch sử những gì của lịch sử. Dưới ánh sáng của chân lý khách quan, lịch sử vẫn là lịch sử của sự thật, dù bị sửa đổi vùi lấp hàng ngàn năm dưới sức mạnh của kẻ thống trị. Kết quả của khoa phân tích di truyền hoàn toàn phù hợp với thư tịch cổ Trung Hoa, khoa khảo cổ học, nhân chủng học, khảo tiền sử, văn hóa khảo cổ, kể cả truyền thuyết rồng tiên về thời kỳ dựng nước của Việt tộc. Chứng cứ khoa học mới nhất có tính thuyết phục nhất, một lần nữa khẳng định tộc Việt và Hán tộc là hai tộc người khác nhau. Việt tộc có yếu tố đột biến di truyền đặc biệt của châu Á, trong khi Hán tộc không có yếu tố này. Các công trình khoa học cũng xác định địa bàn cư trú của tộc người Malayen Malio Việt từ dạng tần lĩnh ở hạ lưu sông Hoàng Hà ở Trung Nguyên trải dài xuống tận vùng Đông Nam Á, lục địa và hải đảo. Địa bàn cư trú của Việt tộc phía Bắc tới Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, phía Tây giáp Tây Tạng, Đông giáp Nam Hải, Nam xuống tận Bắc Trung Việt, chính là cương giới của nước Xích Quy xưa, văn lang xưa của tộc Việt. Trong suốt trường kỳ lịch sử, tuy bị Hán tộc xâm lấn phải bỏ Trung Nguyên xuống phương Nam,
nhưng nền văn hóa của Việt tộc đã thẩm nhập vào đất nước và con người Hán tộc để hình thành cái gọi là văn minh Trung Hoa, Trung Quốc. Chính sử gia chính thống của Hán tộc là Tư Mã Thiên đã phải thừa nhận một sự thực là Việt tuy gọi là Man Di nhưng tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy. Tại sao lại nói là có đại công đức là tất cả những ngũ cư, ngũ kinh, tất cả những cái văn minh, văn hóa Việt Tàu Hán lấy thành ra bởi Tư Mã Thiên đứng trên cương vị là sử quan chính thống có nhiều điều xuyên tạc lịch sử Việt nhưng cuối cùng vẫn phải xác nhận một điều là Việt tuy là Man Di nhưng tiên khởi đã có đại công đức với muôn dân vậy. Vạn thế sư biểu của Hán tộc tức là người thầy muôn đời của Hán tộc là Khổng Tử đã phải ca tụng nền văn minh rực rỡ xác nhận cái tính ưu việt của nền văn minh Bách Việt ở phương Nam. Trong sách Trung Dung, Khổng Tử đã viết như sau: độ lượng bao dung, khoan hòa, giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của phương Nam. Người quân tử hành xử như vậy, mặc giáp cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến chết không chán, đó là sức mạnh của phương Bắc. Kẻ cường đạo hành động như thế. Trong kinh Xuân Thu, Khổng Tử đã ghi lại biết bao nhiêu trường hợp cha giết con giết cha, cha cướp vợ của con cướp vợ cha, anh chị em dâm loạn với nhau, bề tôi giết Chúa. Cái điều này nó chứng tỏ Hán tộc Du Mục vẫn còn là dã man mạnh được yếu thua, bất kể cái tình người, bất kể luân lý đạo đức. Thế mà cứ lên chính sử Trung Quốc cứ miệt thị Việt tộc là Man Di, các thái sử Đại Hán vẫn lên mặt giáo hóa dân Việt, trong khi Bách Việt ở phương Nam đã đi vào nền nếp của nền văn minh nông nghiệp từ lâu. Thưa quý vị, tất cả những tứ thư ngũ kinh được xem như tinh hoa của Hán tộc đã được chính Khổng Tử xác nhận là ông ta chỉ kể lại thuật nhi bất tác, tín nhi hữu cổ, chép lại của tiền nhân, chứ không phải do Khổng Tử sáng tác ra. Chính vì Hán tộc đã lấy văn hóa Việt rồi biến cải thành văn hóa Hán, chỗ lại sức tuyên truyền bá nhồi nhét cái gọi là văn hóa Hán suốt ngàn năm thống trị, nên chúng ta cứ tưởng từ cái Tết đến Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu là của Tàu, trong khi đó chính là cái lễ hội của cư dân nông nghiệp Việt tộc của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, bước sang cái thiên niên kỷ thứ 3, ánh sáng của sự thật soi rọi vào quá khứ bị che phủ hàng ngàn năm bởi kẻ thù Hán tộc bành trướng truyền kiếp của dân tộc Việt. Trong thiên niên kỷ thứ 2, trước đây nhân loại cứ tưởng tất cả nền văn minh Tây Phương là của đế quốc Hy Lạp La Mã. Để rồi sau đó lại thấy rằng hầu hết các phát minh đến từ Trung Quốc ở phương Đông. Cuối thiên niên kỷ thứ 2, như một cái thiên duyên của đại tộc Việt, nhân loại lại ngỡ ngàng khi thấy rằng cái gọi là nền văn minh Trung Quốc lại chính là nền văn minh của đại chủng Bách Việt. Ngày nay, sự thật đã được phục hồi khi giới nghiên cứu đều xác nhận rằng hầu hết các phát minh của văn minh Trung Quốc từ nền văn minh nông nghiệp đến văn minh kim loại, kỹ thuật đúc đồng, cách làm giấy, cách nấu thủy tinh, cách làm thuốc súng, kiến trúc nóc quằn mái cong, đầu dao cong vút, tất cả đều là của văn minh Bách Việt. Và thưa quý vị, chính Hán Hiến Đế là vị vua cuối cùng của triều Đại Hán đã phải thừa nhận như sau: giao chỉ là đất văn hiến, núi sông un đúc, chân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất. Thưa quý vị, đó là lý do chính tại sao chúng ta phải tìm về nguồn cội lịch sử văn hóa của Việt để phục hồi cái sự thật lịch sử, để trả lại cho lịch sử những gì của lịch sử. Đó là cái sứ mạng, là yêu cầu cấp thiết của toàn thể người Việt chúng ta để đáp ứng lại cái tình hình mới, một đế quốc mới Trung Cộng đã và đang xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam với sự tiếp tay của tập đoàn Việt Gian Bán Nước, đang từng bước thực hiện một cái gọi là lộ trình bán nước, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Quốc như các dân tộc Mông, Mãn, Tự Hồi, Tạng Hồi. Mà cái lời kêu gọi thống thiết của Đức Đạt Lai Lạt Ma để lại cho chúng ta những cái suy ngẫm buộc chúng ta phải đứng lên đáp lời sông núi, phải hành động, toàn dân trong nước, toàn quân phải đứng lên chuyển đổi lịch sử trước khi đã quá muộn. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.